Wow, ngon quá ngon luôn. Người ta biếu nha mọi người, chứ không phải mua nha. Trái sầu riêng này người ta cho, người ta tặng. Một người bạn tặng. Wow, ngon quá. Thơm nức lỗ mũi luôn. Để cắt ra. Khó cắt quá. Ok. Các bạn ơi, các bạn. Wow, trái sầu riêng coi nè. Quá trời đã luôn. Wow, mừng quá. Hôm mùa đến bây giờ mới được ăn sầu riêng, thèm dữ lắm luôn. Đây mọi người ơi, sầu riêng. Ngon quá ngon luôn. Wow, cơm dẻo. Wow. Sầu riêng của ai ta? Sầu riêng của Thái Lan. Đây. Made in Thái Lan. Sầu riêng của Thái. Quá ngời, quá ngon luôn. Cơm vàng. Cơm vàng ngon quá. Ngon quá ngon. Ăn cho mọi người thèm chưa? Mắm mà nó béo khiếp luôn. Quá trời ngon. Cơm vàng thật luôn. Nè nè mọi người ơi, để gần cho mọi người xem. Cơm vàng coi nè. Vàng nhìn nhẹ luôn. Hột lép. Hột lép à. Ấy sẽ cho mọi người xem là mọi người sẽ biết hột lép. Sầu riêng Thái Lan là hột lép. Đây, quá trời ngon luôn coi nè. Ngon không mọi người? Wow, một miếng sầu riêng nó dày rồi nè. Wow, quá trời ngon. Có chút nặng à. Công nhận mau ngán thì mới ăn có hai hộp là đã ngán rồi đó. Nó béo quá béo. Nó béo quá béo lên thử à. Nó ngán. Trời ơi coi nè. Cái này chắc không có hộp quá. Không có hộp luôn. Thật không à. Không hộp luôn. Wow, ngon quá. Mới ăn được thử trái sầu riêng này quá ngon. Các bạn ơi, coi nè. Không có hột luôn. Wow, quá trời ngon thiệt luôn. Trời ơi, cái hột. Các bạn ơi, nhìn sầu riêng này nè, sầu riêng hột lép. Sầu riêng của Thái, sầu riêng hột lép. Cái này chắc mắc tiền lắm mà nha. Bởi vì người ta cho, nên không biết bao nhiêu tiền. Không có hỏi. Wow. Không quá. Nó dày ra nè. Xuất sắc. Cái này rất là đẹp. Để ăn sao hết ăn nổi. Nó ngán mọi người ơi. Wow. Tự tắt luôn. Tự lấy cái tay bếp một cái là nó ra luôn. Bởi vì nó chín sẵn rồi các bạn ơi. Quá trời đã luôn cơ nhà. Cho mọi người thèm chảy. Wow rất. Để không được rất. Để mình xẻ ra cho mọi người xem nha.
sầu riêng Thái Lan. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn sầu riêng coi nè. Như vậy nè, có ai mà không thèm. Quá trời ngon luôn, cái hột lép. Ăn thế rồi. Ăn cái sầu riêng này xứng đáng đồng tiền coi nè. Hột miếng cơm nó dày coi nè. Nó ngon, không thể tưởng tượng luôn. Sầu riêng Thái Lan các bạn ơi, quá trời đã luôn. Ngon quá ngon. Nhưng mà các bạn biết không, nó rất là ngán. Ăn tổng cộng cũng như là tính là 3 muối, nhưng mà một muối nào muối nấy nó quá trừng to luôn. Cho nên cảm giác nó hơi ngán. Nó ngọt quá nó ngán, với lại nó béo nữa. Nhưng mà kể gắng ăn hết cho cái muối này. Vì sao? Nếu mà để lột ra rồi mà không ăn á là nó mất cái mùi ngon, nó có thể nó chua đi và nó hư. Nhưng mình sẽ cho các bạn xem. Đây, sầu riêng hột lép của Thái Lan nha mọi người. Quá trời ngon luôn. Coi nè. Nó ngọt. Nó ngọt mà nó béo, mà nó vàng như là tại bởi vì camera các bạn nhìn thấy như vậy đó. Nhưng mà thật sự ở bên ngoài cái cặp mắt bình thường ngoài là nó vàng dữ lắm. Mà cái hột nó lép, mà cái muối nó dày, thiệt là dày. Nè, mọi người nhìn thấy nè, cái hột nó lép xẹp luôn rồi nè. Hột nào nó cũng lép hết trơn á. Mình ăn tổng cộng là 3 muối rồi mà, 4 muối rồi mà có hột lép không à. Đó, quá trời quá đất cùng cái muối nè. Các bạn nhìn nè, cái muối nè, cái muối sầu riêng nè. Quá trời, sầu riêng Thái Lan nha mọi người. Ngon quá trời ngon luôn coi nè. Nhìn cái phần này là các bạn sẽ biết, nhìn cái phần này là các bạn biết nó là hột sầu riêng nó dày. Wow, ngon coi nè. Ngon không thể nói luôn. Ngon. Quá trời ngon. Quá trời cá muối rồi. Lần đầu tiên của cái mùa này, của cái mùa sầu riêng mới ăn cái trái sầu riêng này là nó ngon nhất. Công nhận mình nói là nó ngon thật sự luôn á. Chắc nghi mất tiền cho nên nó mới ngon như vậy. Bởi vì người ta nói thường khi mua sầu riêng là tiền nào của nấy à mọi người ơi. Người ta nói trái sầu riêng này là bao ăn, cho nên là sầu riêng nó rất là ngon, đúng thật sự. Cảm ơn các bạn. Cái clip này tôi đi ăn định là mua trái định là trái sầu riêng này, người ta cho là có thể là ăn hết, nhưng mà quá trời luôn, ăn hết nổi à, nó ngán thật sự luôn. Vì sao? Nó vừa ngọt và nó vừa béo. Trời, cho nên nó cảm giác không phải như là giống đồ chua. Đồ ngọt đồ béo nó khác mọi người ơi. Quá trời, ăn hết nổi thật sự luôn, nó ngán. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trái sầu riêng của Thái nó ngon thật sự, nhưng mà nó ngán quá trời, nó béo quá này nó mới ngán thật sự luôn. Không phải là chảnh, thật nói thật sự quá béo, quá béo luôn. Nó ngon quá trời ngon luôn, mà nó béo, mà nó ngọt, nói chung là nó ngọt sao ta, nó ngọt gắt luôn á, chứ không phải là nó ngọt mà cái dạng bình thường ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.